Em Út xin chào cả nhà, rất vui cùng cả nhà buổi xế chiều thứ hai đầu tuần một cây kim quýt phong cách nha cả nhà ơi. Cây này thì em Út đã vào được hai nước kẽm rồi nha cả nhà. Cây phong cách nha anh chị em mình. Đây, mặt bên đây thì anh chị em thấy cái bộ rễ rất là ưng ý nha cả nhà. Cây hoành 20, cao 40cm nha anh chị em mình. Một cái kim quýt nha cả nhà. Hoành 20, cao 40cm nha anh chị em mình. Để mới quay sát cái bộ đế cho anh chị em mình xem ha. Rất là quái luôn, cây cực kỳ già luôn nha cả nhà. Cây kim quýt mà được cái bộ đế như vậy thì cũng rất là khó nha cả nhà ơi. Em đã quẹt bẻ qua được hai nước kẽm rồi nha. Khi mà em Út vô lưu cây cùng anh chị em mình, em Út sẽ nhổ chậu ra nha cả nhà. Cái chậu này vận chuyển thì nó sẽ bị bể thôi, và cũng nặng thêm tiền phí nữa thôi. Anh chị em mình về thay giúp cây một cái chậu ok hơn nha cả nhà. Đó, nhìn phía mặt này thì cây rất là duyên nha cả nhà. Giá yêu thương cho anh chị em mình luôn nha. Thương lượng, nếu em lấy thương lượng thì em sẽ bớt.